Không phải tặng mà là mua. Tụi em nhớ câu: nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? À. Mà sao anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy ta? Tới chừng cây táo nở hoa thì em mới thành ma mất rồi. Mình này, nè, anh nói thiệt, mình anh thích nhất là lúc mà mấy anh em ngồi ăn uống quay quần vậy nè. Ôi, áo ơi. Ê, cái xe Rolls Royce này mắc tiền lắm nha. Cái đôi giày này hả cũng mắc dữ lắm. Hàng phay thôi á 5 triệu, còn hàng thiệt 5 ngàn lận đó. Ồ, ghê á. Hai đứa coi gì á. Anh chỉ cần cái bánh xe thôi là anh giàu rồi. Không biết á, khi nào em có được xỏ chim vào đôi giày đó ta. Cái gì vậy? Tai nạn của người chết là sao hai đứa thích thú vậy? Đâm liên hoàn 5 xe máy. Tất cả nạn nhân được chở vô bệnh viện thành phố. Bệnh viện chỗ ông Châu làm nè. Hôm qua ca trực của con nhỏ chắc mặt đứa được rồi. Mình tí đi chợ mua gì ngon ngon bổ bổ về nấu. Anh gọi điện thoại chú về nhà ăn cơm. Em Châu suốt ngày em Châu và con Bấu, thằng Ngàn, Dư chết hết rồi quá. Thì ý anh nói là mua cho cả nhà mình cùng ăn đó. Vậy bán mờ sao lắc. Em ăn cái gà chi nước mắm. Muốn ăn á thì lăn vô bếp. Ở đây không có ở không để phục vụ anh em mấy người đâu. Vậy mà nói cả nhà cũng ăn. Chị nấu miếng đi. Thôi. Ê. Đổi lòng trắng lấy lòng đỏ không? Chuyện gì vậy? Chị Châu xinh đẹp, chị có nhà không? Em qua chơi. Không. Bây giờ không. Sau hết thì sao? Hôm nay chị bận nguyên ngày. Ok la. Anh à. Wow. Nhà sang dữ. Có bảo vệ gắt từ cổng luôn. Tiền là của nấy mà anh. Lên thôi. Sao vậy em? Anh mắc toilet quá. Cái con nó mắc dịch lại mực khẩu rồi. Toilet đâu vậy em? Bên trái. Wow, nhà của em đẹp quá. Đây là lần đầu tiên anh tới nhà phụ nữ đó. Wow, đây cũng là lần đầu tiên em dẫn bạn trai về nhà đó. Ủa sao nhà của em toàn là sách y khoa không vậy? Tại vì em học ngành y mà. Quên hả? Chết ghê á. Đâu có. Anh nhớ mà. Tại vì gặp em cái anh quên hết trơn. Vậy bây giờ em làm ở viện nào? Không. Trời ơi em sợ máu lắm. Em còn đang định ăn chay trường đây nè. Em ăn chay trường luôn hả? Vậy bây giờ em làm gì? Em thì kinh doanh mỹ phẩm cho vui thôi à. Cho vui thôi hả? Ừ.
Ban đầu thì em định vậy, nhưng mà nhờ trời thương nên sắp mở chi nhánh thứ 5 rồi. Tội nghiệp em quá. Em ráng nha. Thêm 2-3 năm nữa thôi. Lúc đó anh cũng làm luật sư rồi. Để anh nuôi em nha. Anh đói hả? Rất là đói. Biết làm sao bây giờ, ở đây shipper không có giao hàng được. Anh ăn cái gì cũng được hết, miễn là anh ăn với em thôi. Phải tụ họp lại với nhau, xong rồi tính chuyện phân chia tài sản của ba em đúng không? Ừ. Vậy đó, tụi tôi. Vậy thì anh sẽ ghé. Đây là chuyện quan trọng, nhất định có mặt với em chứ. Ok là tụi tôi à. Mình. Tự mua thì tự trả đi. Chị này, hôm nay nhà mình có khách quý đó. Mà cái gì đây ta? Anh hai ơi, hay là mình mua đồ về cúng đi. Nhà có ai biết nấu đâu. Đúng rồi đó, có khi ngon hơn. Trời ơi, cúng kiến mình phải tự tay làm mới có lòng với tụi em. Qua phụ anh tay coi. Tiền hả? 49.000 anh. Xin lỗi. Cảm ơn anh. Ê, ơn nghĩa gì vậy? Thối tiền đi cha. Trời ơi, có 1.000 cũng thối hả? Rít dữ vậy. 1.000 phải tiền hả? Bó tay. Tính nuốt luôn 1.000 của tôi hay gì? Trai chứ tao đâu có bị khùng. Nghĩ sao tôi đi bộ tới đây vậy? Tục Tân hả? Tục Tân sao vậy? À, quá hả? Không sao, đâu có đi bộ tới đâu. À, anh đi xe taxi tới. Tại nhà anh có chuyện gấp á. À, tài xế của anh phải về chở má anh đi bơi, cho nên anh mới đi taxi tới nè. Bộ khùng biết sao mà về đi bơi? Không có đâu, bơi đêm tốt lắm, rèn luyện thể lực cho má anh.
Đúng rồi, Tục Tân giỏi quá à. Mình Tục Tân vô nhà nha. Vô nhà thôi. Mình vô nhà ha. Tới rồi, mọi người ơi. Mọi người ơi, đây là khách của em. À, chào. Ôi sao linh quá vậy? Chồng sắp cưới của em đó. Hả? Em tính giới thiệu với mọi người lâu rồi nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay nhân dịp thức đầu của bố, em mời anh Hiếu tới đây để chào bố, chào mọi người. Anh Hiếu là người thành công, giỏi giang, bận rộn lắm chứ không phải leo lỏng như mấy người ngoài kia đâu. Dạ đúng vậy. Tôi hay làm việc với các công chứng, các công tố viên nên hơi bận rộn. Anh là anh hai của ông Báo. Chào anh. Anh Ngọc. Minh đó đấy. Chị Hai Báo vợ anh. Ha, chào chị. Dạ. Còn đây là tôi là anh ba của Báo. Anh làm nghề gì, lương cao không? Đây là Út Dư. Dư chào anh Hiếu đi. Tục Tân đừng có để ý tới nó. Nó đẹp trai nhưng mà hơi chảnh. Nhưng mà Tục Tân thấy nó làm phù rể cho đám cưới của mình có được không? Đám cưới? Ủa bên nhà bển là đồng ý cho cưới luôn rồi hả? Đương nhiên rồi. Tụi em muốn đăng hộ khẩu. Với lại hả, em đẹp gái này dễ thương như vậy, làm sao mà không đồng ý được phải không? Đúng rồi cục cưng à. Em biết rồi. Lát nữa về em gọi anh nha. Sao em đứng đây vậy? Vợ chồng đừng có nói gì nha. Nhưng hiện tại bây giờ, công việc của em quá bận rộn. Mỗi ngày em mở mắt thức dậy, em phải giải quyết hàng chục vụ kiện. Thiệt hả? Vụ kiện ít vài tỷ đồng. Có những vụ kiện lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhiều khi em không có đủ thời gian giải quyết hết tất cả các vụ kiện. Nhưng khách hàng họ vẫn chấp nhận chờ đợi em. Có người chờ đợi em hàng tháng, có người chờ đợi em cả năm. Sau này mọi người có chuyện gì quan trọng cần giúp đỡ, cứ tìm em sẽ giúp mọi người. Xin phép. Alo. Alo. À, chị muốn nhờ tôi giúp chị vụ kiện 100 tỷ hả? Được, đầu tuần chị có qua công ty của tôi. Tôi với chị làm hợp đồng với nhau. Ok, vậy nha. Cảm ơn chị. Wow, 100 tỷ. Đó. Em kẹt này có phải của anh không? Ủa cháu. Ủa đúng rồi. Cái này là em kẹt của tôi nè. Sao chị có vậy? Tôi coi. À, chắc là chị đã từng nhờ tôi giúp chị về mấy cái vụ ly hôn ly dị gì đúng không? Luật sư. Trời, mình sắp có em rể làm luật sư đó anh hai. Hoài ha. Anh sắp cưới em gái sinh đôi của tôi đúng không? Đúng. Chúng tôi đã chọn được ngày rồi. Anh quen cô ấy bao lâu rồi? Được gần một tháng. Hả? Hả? Cái gì mới quen có một tháng thôi hả? Trời ơi, thời buổi nào rồi mà chị còn ngạc nhiên vô duyên dữ vậy?
Đúng rồi, nhiều khi á người ta tình một đêm thôi người ta đã cưới nhau, người ta vẫn hạnh phúc bình thường đó chị. Và cô đã cầu hôn tôi vào ngày hôm kia. Anh hiểu gì về cô ấy rồi? Hiểu chứ, tụi tôi hiểu nhau nhiều lắm đó. Chuyện này không có liên quan tới chị. Có chứ, đám cưới thì dễ, nhưng mà hậu quả sau đám cưới ai sẽ là người gánh? Anh, mình đi đi. Có gì gặp mọi người cho đám cưới là được rồi, mình đi đi. Khoan. Cô Cưng à, chị của em nói cái gì anh nghe không hiểu gì hết vậy? Khỏi cần hiểu đi anh, mình đi đi. À, anh hiểu rồi. Em thật là cao thượng. Trong lúc cô ấy lao động vất vả ở bên ngoài, mọi người chỉ biết ăn bám cô ấy thôi. Mọi người hãy ngừng ăn bám cô ấy đi có được không? Mọi người đã lớn rồi, đã trưởng thành hết rồi. Hãy kiếm một công ăn việc làm gì đó, nuôi sống bản thân mình, là một người có ích cho xã hội, có ích cho gia đình, và buông tha cho chúng tôi đi. Cũng là chiêu cũ mà lừa được anh công chứng viên. À mà quên nữa, tôi với anh còn cái hẹn đầu tuần ký vụ kiện 100 tỷ đó, nhớ không? Em gái tôi học bác sĩ, học rất giỏi, nhưng vì sợ máu nên bỏ nghề. Bây giờ thì chuyển sang làm mỹ phẩm, tiền xài rủng rỉnh, thích động vật, thích ăn chay, làm từ thiện. Anh em trong nhà thì ai cũng lười nhác ỷ lại nên một mình cô ấy phải nuôi hết. Mở cửa hàng sửa xe cho anh hai, cửa hàng thời trang cho anh ba, cung cấp vốn cho người chị quá lứa lỡ thời như tôi mở tiệm gội đầu. Chưa hết, còn giúp cho thằng Út theo đuổi niềm đam mê đá banh, giúp cho cháu gái học trường quốc tế. Tất cả những sự hy sinh đó đều không được bù đắp, nên cô ấy cần lấy một người chồng để chia sẻ. Tôi nói như vậy đúng không? Wow, cục Cưng à, anh tưởng là em đang nói không á? Không sai một chữ luôn. Vậy thôi, hơn 30 tuổi đầu rồi, đừng có cư xử như con nít nữa, coi lại bản thân mình đi. Cái gì? Hơn 30 tuổi rồi hả? Cô ấy nói với anh mới 27 tuổi thôi. Câu nói đó cũng vài năm rồi, nhưng mà thật ra tuổi tác không thành vấn đề. Vấn đề là không thể cưới chồng theo cách đó được. Đó gọi là lừa đảo. Chỉ có mấy bà già mới làm trò đó thôi. Chầu. Và không chỉ lần này, bất kể lúc nào gia đình có chuyện thì em cũng dẫn một gã về kể chuyện cổ tích cho gã nghe. Chuyện này là sao vậy Báo? Dạ. Giải thích cho anh nghe coi. Em sẽ giải thích mà, bây giờ anh đi với em đã. Đi cái gì? Thôi chầu, con Báo nó sai, mà nó cũng có cái khó của nó. Chuyện này không có liên quan tới anh, và cũng không có liên quan tới chị nghe chưa? Không liên quan hả? Em có biết ai là người hùn tiền với anh hai bồi thường Vũ 30 triệu mà em lừa đảo hồi đầu năm không? Cái gì? 30 triệu? Phải không mình? Trời ơi, mình nói cái gì đi, mình ngồi lầm thinh vậy? Mày nhớ không? Cái vụ mà mày mới ở tù. Anh im đi! Trời ơi, anh nói cái gì đi chứ sao anh ngồi im hoài vậy? Trời ơi, 30 triệu. 30 triệu. Anh hãy tin em. Chị ta bé quá, nó sản nó. Cục Cưng, đi theo em không đi. Không có cái cục Cưng, cục tác gì ở đây hết. Cô lừa dối tôi như vậy là cô làm tổn thương đến trái tim mong manh dễ dở của tôi rồi. Cô quá đáng lắm. Anh đừng bỏ em. Còn anh nữa, giữ lịch sự một chút đi. Đừng có giẫm giày lên thảm. Đi toilet phải dọi bồn cầu. Là công chứng viên chứ đâu phải luật sư đâu, mà đi đâu cũng khoe danh thiếp giống như rải tờ rơi vậy. Nghe, tôi làm gì ảnh hưởng tới chị chứ hả? Không ảnh hưởng hả? Ảnh hưởng rất nhiều đó. Lần sau đừng có tùy tiện đến nhà của tôi quậy banh cái nhà tôi lên như vậy. Ăn phải dọn, và giường của chị không phải là nơi để em lo mấy người này đến ngủ. Nè, cái giường của chị tôi không đặt chân lên đó nghe chưa? Đừng vô ăn giáo quạ. Vậy em có hẹn hò mấy người này ở nhà chị không? Mà thôi, tôi sẽ tác thành cho hai người. Nếu như hai người hiểu rõ quán của nhau và chấp nhận được nhau á, thì tôi sẽ bỏ tiền mừng cưới cho hai người. Cái gì? Còn quá khứ gì nữa? Không có gì đâu anh, không có cô gì đâu. Cô ấy vừa ly dị. Nè! Chắc là tâm lý còn chưa ổn định đâu hả? Mới vừa ly dị luôn. Bây giờ đang độc thân rồi. Em đừng có nói gì hết, trái tim tôi đang vụn vỡ thành từng mảnh đi. Em lừa dối tôi chết à. Yêu à, Tục Tân à, Tục Tân à, đừng có bỏ em mà Tục Tân. Tục Tân, Tục Tân. Buông ra. Tục Tân à. Quốc. Tao giết mày! Mày chết với tao ra đây! Mày phá hoại cuộc đời của tao! Tao giết chết mày! Cô quỷ nha! Thôi! Cô quỷ nha! Thôi! Ôi trời ơi! Cô làm cái trò gì vậy?
Kéo ra đi. Trời ơi, mày giết chết nó. Tao. Con Nguyễn Quang. Tao sẽ giết chết mày. Tao giết chết mày. Bảo. Châu. Mày bảo qua cũng đừng có tao. Kéo ra đi. Thôi. Ôi. Mấy đứa làm cái gì vậy? Hả? Bàn linh của bố con sơ sơ đấy nè. Báo. Mày coi cái mày làm cái trò gì vậy Báo? Em có làm gì sai đâu. Em chỉ nói dối một chút xíu thôi mà. Em chỉ muốn lấy chồng thôi. Đã rồi em. Em quậy như vậy chưa đủ hả Báo? Lúc nãy anh cũng bên đó anh chờ á. Anh làm ơn thương em một chút được không? Tất cả là tại con Phú Kiệt ấy. Tao còn khó hơn khi có đứa em sinh ra như mày. Nói gì? Nói gì? Trời ơi. Thôi mà. Tụi em là chị em. Mình là anh em một nhà. Thôi mà. Em chết không? Bỏ bỏ đi Bao. Chết ra đi. Chết ra. Thôi. Buông ra. Thôi đi. Buông ra. Buông ra. Bị phá hoại của đời. Buông ra đi. Không. Ai chưa? Buông ra. Buông ra. Buông ra. Tao sẽ giết cho em mày. Xin cô giữ tự trọng nha. Cô đã làm tan nát trái tim một thanh niên trong trắng như tôi rồi. Bây giờ cô tới đây làm chi nữa? Cô muốn nó bấy luôn mới vừa lòng đúng không? Không phải đâu. Tụi Tuân à, tụi Tuân đừng có tin chị ta. Chị ta đang bày mưu hại em đó. Trời ơi, bây giờ còn kêu tôi tin cô nữa, còn khuya tôi mới tin được. Thiệt mà. Tụi Tuân không nhớ hả? Tụi Tuân từng nói tặng giày cứ ngỡ xa nhau, nhưng giày em tặng chỉ gần nhau hơn. Không lẽ bây giờ tụi Tuân muốn xa em hả? Buông ra. Nói vậy là sao? Nói vậy là muốn đòi lại đôi giày á hả? Không. Cô muốn đòi lại đúng không? Cô... Tụt Tương à... Đòi thì trả. Tụt Tương à... Nè, giày của cô đó. Làm như tôi muốn mang lắm hả? Giày chật đít, mang đầu chừng muốn chết. Cái đồ xấu xa. Như tay mà đi đòi quà. Đồ keo kiệt cũng xỉn. Sao? Vậy thì làm sao? Anh cũng là cái đồ lừa đảo. Ê, đừng có nói gì nha bạn. Bạn là lừa đảo nha, chứ mình không có à. Mình nói gì có cái đó nha. Bây giờ mình là công chứng viên thiệt. Nhưng mà mai mốt mình sẽ là một luật sư nha. Lúc đó mình sẽ kiện bạn cái tội vu khống đó. Nghe chưa? Quên. Trả tiền đây. Tiền gì? Tiền mua giày với tiền gì? 10.000. Mau quên quá vậy. Trả tiền đây. Đúng là cái đồ. Đồ gì? Cái đồ. Trả tiền đi rồi chửi. Cái đồ kẹo kiện. Tôi keo kiệt rồi làm sao? 10.000 không phải tiền hả? 10.000 tôi cũng mua được đôi dép tôi mang. Luật sư danh giá như tôi đi chân không ai coi. Cảm ơn nha. Vĩnh biệt. Không hẹn ngày gặp lại. Nó. Tất cả là tại nó. Ah.
mấy thằng vậy em quen làm cái gì? Nó bỏ em anh cần mừng đó. Trời ơi, bây giờ anh còn nói được gì nữa hả? Nó là thằng lừa đảo mà. Bé Châu kể nghe hết rồi. Lại là con nhỏ đó, về nói một đời em cái gì nè. Từ giờ hết có nó là không có em. Cái nhà này không có ai thương em mà. Cũng là chị em xin đôi. Mà đứa là em ruột, đứa là em ghẻ à. Cô là em ghẻ thì cô cứ dọn ra ngoài mà sống. Sống tự lập được cái thành em ruột liền à. Thôi thôi mà. Anh đem mà trả cho nó. Từ giờ em với nó không đồ chơi chung.